các kết quả trong tuần của dự án động cơ của Dui Unuk, khi nào sẽ ra mắt động cơ Sovermark, lần đầu tiên được sản xuất hàng loạt và dự án đang đối phó như thế nào với những hậu quả của suy thoái kinh tế toán cầu. Chúng tôi đang chia sẻ những sự kiện chính trong 7 ngày qua. Lô động cơ cảm ứng cuộn dây kết hợp tùy chỉnh đầu tiên được thiết kế tại Sovermark gần như sẵn sàng để chuyển đi đội ngũ của Dim du Idu unop có nhiệm vụ trước tiên là thực hiện một sửa đổi động cơ chuyển động theo chuẩn IP65 và sau đó là sửa đổi khác cho một doanh nghiệp công nghiệp lớn của Nga. Nhưng các nhân viên của Sovermark đã hoàn thành kế hoạch 200% và cùng thực hiện hai sửa đổi động cơ một lúc. Cả hai đều đã được thử nghiệm. Lô hàng đầu tiên sẽ được chuyển đi trước cuối tháng 3. Trong tương lai, các mô tả và giá cho các động cơ mới sẽ xuất hiện trên trang Sovere-Max. dù và có thể mua lẻ các động cơ. Trong khi đó, công ty đã nhận được yêu cầu phát triển động cơ truyền động với công suất lớn hơn. Thiết bị Sovermart chưa cho phép thực hiện tất cả các hoạt động công nghệ cần thiết cho sản xuất động cơ và nhân viên quá bận rộn với đơn đặt hàng hiện tại. Tuy nhiên, các hoạt động chuẩn bị đã bắt đầu, các tài liệu đang được xử lý và thiết bị đang được chuẩn bị. Đơn đặt hàng đầu tiên cho một động cơ có công suất hơn 100 kW dự kiến sẽ được chấp nhận vào quý tới. Tại Trung Quốc, sau khi bị tạm dừng do đại dịch virus corona, nhà máy được cho là sản xuất các bộ phận cấu thành cho động cơ công nghiệp đa năng Sovermark đã hoạt động trở lại. Những cuộc đàm phán với các đối tác Trung Quốc về ngày giao hàng đang được tiến hành. Sắp tới động cơ công nghiệp đa năng đầu tiên trên thế giới với cuộn dây kết hợp kích cỡ 100 và mức hiệu quả năng lượng IE4 sẽ có thể đặt hàng được. Thông tin về động cơ cũng sẽ xuất hiện trên trang web của công ty. Hiện tại tất cả các tài liệu đi kèm đang được biên soạn, chứng chỉ về thông số kỹ thuật động cơ, hướng dẫn vận hành, hướng dẫn kỹ thuật ngắn gọn. Bên, bên cạnh đó, các động cơ công nghiệp đa năng đang được chuẩn bị xin chứng nhận. Toàn bộ lô động cơ này phải được chứng nhận chúng tôi muốn cho biết, việc xây dựng trung tâm kỹ thuật vẫn chưa bắt đầu nhưng Sovermart đã bắt đầu sản xuất các động cơ của riêng mình ở quy mô nhỏ, như đã hứa, tối đa 3 năm sau dự án. Các sự kiện chính trên thế giới không thể không ảnh hưởng đến dự án quốc tế động cơ của Dui Unuk. Do đại dịch virus corona, công ty Sovermart đã phải ngừng sản xuất lô động cơ công nghiệp đa năng Slavianka đầu tiên tại nhà máy Trung Quốc những hạn chế đối với vận tải hành khách qua đường hàng không và vận tải hàng hóa cũng như chế độ kiểm dịch tại nhiều quốc gia khiến một số hoạt động của dự án bị tạm dừng. Kế hoạch mở văn phòng đại diện quốc gia tại Indonesia vào tháng 4 đã bị hoãn lại. Các hội nghị động cơ của Dui Unop ở Mỹ Latin được tổ chức tại một số thành phố của Colombia, Peru và Mexico đã bị hoãn vô thời hạn cuộc khủng hoảng tài chính làm trầm trọng thêm, thêm sự suy thoái của đồng rúp và sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Tỷ giá đồng đô la tăng mạnh khiến người Nga khó đầu tư vào dự án. Về việc chăm sóc các nhà đầu tư, chúng tôi đã cố định tỷ giá hối đoái ở mức 67 rúp trên 1 đô la, để những người tham gia dự án có thể thực hiện thanh toán trả góp và mua cổ phiếu đầu tư với giá thông thường. Tỷ giá cố định sẽ có giá trị cho tới hết ngày 20 tháng 3. Thật khó để dự đoán tình hình sẽ tới đâu. Hãy nhanh tay đầu tư vào các điều khoản hiện tại với mức chiết khấu cao hơn cho giai đoạn 12 sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3 và theo dõi tin tức của dự án để không bỏ lỡ các sự kiện quan trọng.